Ngày 16 tháng 1 tại Hà Nội, Thiếu tướng Hà Văn Cửu, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Chủ nhiệm Hóa học Toàn quân chủ trì hội nghị công tác phòng hóa toàn quân năm 2023. Báo cáo tại hội nghị khẳng định, năm 2023, lực lượng hóa học trực thuộc và toàn quân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng lực lượng bảo đảm phòng hóa, ứng phó sự cố chất độc bức xạ hạt nhân, công tác phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hóa học được nâng lên, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2022. Lực lượng hóa học trực thuộc và toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội, chủ động ra soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, chiến đấu, tích cực nghiên cứu, phát triển nghệ thuật tác chiến phù hợp với các loại hình chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, vũ khí hủy diệt hàng loạt. Kết luận hội nghị, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Thiếu tướng Hà Văn Cửu khẳng định, lực lượng hóa học trực thuộc và toàn quân tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt và xây dựng lực lượng hóa học toàn quân. Đặc biệt, công tác tuyên truyền hoạt động của lực lượng hóa học toàn quân được các cơ quan, đơn vị và các cơ quan truyền thông báo chí chú trọng đẩy mạnh. Hoạt động của lực lượng hóa học toàn quân thì đã được tuyên truyền đầy đủ kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả trong nước và quốc tế, nhất là lĩnh vực mà chúng ta tham gia các tích ước quốc tế về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt thì đặt trên các trang mạng, các trang điện tử, các trang báo chí trong nước và quốc tế đã được phản ánh trong cái lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Thiếu tướng Hà Văn Cửu đề nghị, cùng với rà soát bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến theo quy định, các cơ quan đơn vị hóa học phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử trí các tình huống xảy ra trên địa bàn, không để bị động bất ngờ, duy trì nghiêm ứng trực cứu hộ cứu nạn các cấp, nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng các phương án kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc, sinh học bức xạ hạt nhân, tổ chức quản lý, khai thác sử dụng hệ thống trinh sát phóng xạ hóa học trong quân đội hiệu quả.